nhân viên nó test nó ghi ra đây kính cam lô đây chỉ lại một lần nữa các bác dễ nhìn này khi nghiêng cái phát là biết con nào lô, con nào zin ngay này các bác thấy chưa con zin vẫn trong phát còn con lô bắt đầu bị trắng bạc các cái lỗ này nhưng mà em thấy một điều mà các bác chưa thấy và thằng nhân viên kia cũng là chưa đầy đủ kinh nghiệm để chảy thì các bác có thể thấy là con này nó lắp còn bị ngược thằng nào dựng con này lắp ngược luôn nhá lắp ngược kính cam bình thường ấy cái cam góc rộng ở trên cùng nó phải là cái lỗ này rất là to nhỏ và nhỏ nữa đấy các bác cầm con máy của các bác ra mà nhìn nhé cái trên cùng là cái lỗ rất là rộng vì cam góc rộng mà cam chính thì nó nhỏ lên tí và cam này nó phải nhỏ đi lẽ ra cái này phải quay ngược lên trên cơ thằng này dựng trình độ nói chung là trình độ nông dân quá hello hello xin chào các bác chào các anh em nhá em có một ít uh, nốt 10 nốt 10 các bác nhé về test xong phân loại thì có mấy con có vấn đề ở đây có mấy con đây làm video uh, chia sẻ với các bác quay phim nói chuyện với công việc hàng ngày và chia sẻ lỗi khi em gặp em test hàng ấy để các bác xem để biết biết để mà tránh nhá bây giờ các bác chưa mua thì sau này các bác sẽ mua và có thể các bác sẽ gặp những con như thế này đấy biết được để mà tránh thì càng tốt cho mình đúng không thì như em làm hàng sách tay này em nhập cũng là nhập giá thợ giá buôn ấy và em là một thằng nhập dục diện khó tính các ông chủ cấp hàng cho bọn em ấy đều biết bọn em là thằng khó tính cho nên cấp hàng cũng là cẩn thận nhất rồi nhưng mà nói luôn với các bác ấy là chưa có một lô nào 10 ăn 10 cả nhá kiểu gì trong lô cũng sẽ có một vài con có vấn đề đây đấy và nói luôn với các bác hàng dựng ấy mỗi con nó dựng mỗi kiểu nó sẽ liên tục thay đổi theo thời gian, cho nên rất mong các bác ủng hộ kênh. đấy, có vấn đề, có câu hỏi gì đặt phần câu hỏi ở dưới comment giúp em nhé, hoặc là comment động viên em thôi. đấy, làm video được các bác xem và và bình luận ủng hộ phía dưới là em rất là vui rồi, thế nhá. trước khi vào ấy, nội dung video ấy, em xin phép quảng cáo một chút nhé. trên facebook ấy, các bác tìm giúp em tín phát mobile com nhé. Đấy, các bác tìm như thế này, này. tín phát mobile.com nhé đây chính là page của bọn em thì cần nhắn tin hoặc là xem video hoặc là mọi nội dung ấy trên đây em đều có nhé các bác kết vào phần video này có rất nhiều video từ ngày xưa rất là hay luôn hoặc là cần cần tư vấn gì em nhắn tin trên đây cũng được các bác nhé bấm nhắn tin này các bác nhớ tìm kiếm nhé tín phát mobile.com nhé .com rồi rất mong các bác ủng hộ nhé thì đây mấy cái lỗi này là những cái mà anh em mình có thể nhìn ra được ngay các bác cầm con máy lên là nó đã đập vào mắt rồi con này nhân viên nó ghi gì? Vân tay trên cam. Đây em sẽ soi cho các bác xem nhé. Các bác cứ nhìn vào cái cam giúp em. Cái camera ấy. Để em kéo cái đèn này cho các bác dễ nhìn này. Đây. Đây rồi, vì cái nắp đa sắc nó hơi lấp lánh nên hơi khó nhìn. Các bác nhìn vào bên trong cái cam giúp em nhé. Có thấy vết bẩn không? Vết đụng chạm không? Và nó in luôn cái vân tay lên này. Đấy, các bác nhìn thấy không? đấy camera zin của samsung ấy thì nó phải đen mịn và không có vết gì nhé một hai hạt bụi li ti thì có cái đây em video này cũng nói nhưng mà những cái vết như thế này này thì là không thể chấp nhận được này con này chắc chắn là ông nào tháo ra và đụng vào này còn để lại nguyên cái vân tay đấy mấy clip trước em có nói rồi các bác xem chắc muốn chán rồi đúng không camera có vân tay đấy các bác nhìn nhá vân tay đấy các bác thấy chưa đây này con tiếp theo này bẩn camera sau bẩn camera sau để zoom lên cho các bác nhìn nhé. ui vừa nói xong bảo là các bác là camera samsung Zin đấy có thể có bụi một hai hạt bụi thì chấp nhận được nhưng mà như con này các bác nhìn này kèo một bầu trời đầy sao bụi luôn đấy chỗ này mà lấy ra mà cân chắc phải được một rổ bụi cái rổ này cân lên chắc được cả lạng các bác nhá bụi thế này là không chấp nhận được nhé bụi như thế này này thì các bác hỏi là tại sao nó có một là bóc ra dựng làm bẩn hai là nắp lưng hở ấy để cái bụi nó chui vào được như thế này ấy thì phải nói luôn là cái nắp lưng nó phải cực kỳ hở hoặc là hở hở như thế nào đấy mới nhiều bụi như thế này nhá. Như thế này là không thể chấp nhận được nhá. Mà hình như cái cam nó còn bẩn đấy này. Để em nhìn lại xem cam có bẩn không. Hơi hơi bẩn đấy. Đấy, bụi này, bụi quá nhiều luôn. Như con này là không không nhập này, bỏ này. Con tiếp theo nào. Camera trước, cam trước à? Cam trước thì phải lau sạch để cho các bác xem nhé cam trước để zoom lên nhá zoom lên cả nhà cùng nhìn nhá à đấy các bác thấy chưa thấy cam trước nó là như thế nào chưa bẩn này các bác có thấy nó bị bạc cái viền cam không nhìn này nhìn này bạc rồi này viền cam bị bị bắn bạc rồi này để em lấy một con không bẩn ra cho các bác xem nhé <laughs> thì đây cũng cái góc đấy các bác nhìn lại này đấy các bác thấy cái viền cam nó đen xì đen đều không đấy đặt con này lên để các bác thấy nó khác biệt này bẩn chưa các bác đã nhìn rõ vết bẩn chưa bẩn như thế này ấy, đây là bấn nguyên một vết rất là dài nhá, không phải hạt bụi hay là cái gì đâu. Con này chắc chắn rồi em em lấy cái đầu em ra để đảm bảo ấy. Với các bác ấy là con này nó tháo ra rồi. Con này tháo ra rồi. Tí nữa, tí nữa em sẽ bung con này ra cho các bác xem nhé Nếu các bác không tin. Clip em bung con này em sẽ đăng vào tuần sau. Con này có vấn đề nhá. Tiếp theo này. Cái gì đấy? Kính camera lô kính cam lô à. Các bác còn nhớ em hướng dẫn các bác phân biệt kính cam lô và kính cam zin không? Đây nhá. Lấy một con cùng màu đa sắc đi. Cùng màu đa sắc cho các bác nhìn nhé. Các bác nhìn này. Nhìn trực diện này. Ok, tốt tốt tốt. Đúng không? Đen mịn đẹp như nhau. Nhưng mà khi nghiêng này là các bác nhìn này. Đấy, các bác đã thấy sự khác biệt giữa lô và zin chưa? con cam zin ấy nhìn nghiêng ấy thì ảnh vẫn trong vắt không bị mờ cái kính nhá, không bị khúc xạ ánh sáng còn cái con lô này các bác nhìn này hơi nghiêng liên phát này các bác thấy nó bạc trắng ra chưa bạc trắng như thế này thì theo các bác là khi chụp ảnh nó có ảnh hưởng không nhìn thẳng thì ok nó còn được nhưng hơi nghiêng đến cái này thì các bác đừng hỏi vì sao những con như thế này chụp ảnh ấy, nó hay bị lo, gọi là bị le ảnh bị lóa đấy nhìn nghiêng này đã thấy sự khác biệt giữa hai cái kính này và theo em sờ ấy, thì con này bằng nhựa, con này bằng kính. Các bác chụp ảnh ấy, cái cái kính ấy, cái thấu kính ấy nó rất quan trọng nhé, không đơn thuần là bảo vệ máy ảnh khỏi xước đâu. Con kính xịn ấy thì rất khó xước, còn con nhựa ấy thì rất dễ xước luôn mà nó còn ảnh hưởng đến chất lượng ảnh này. Đây em chụp hai cái ảnh cho các bác xem nhé. Đây, em chụp vào những cái vật mà nó lóa ánh sáng mạnh để các bác nhìn này. Đây là con kính cam zin và đây là con kính cam lô. Các bác hiểu cái vấn đề mà em nói là nó bị lóa ảnh chứ. Đấy, bị khúc xạ này. Những cái viền tím này, những cái bị cái này là bị sót ảnh bị bị viền ảnh này nó không không lên được chi tiết trong khi con xịn này. Các bác nhìn thấy nó khác nhau một trời một vực chưa? Đây là một thằng cu nhân viên nó test nhá. Nhân viên nó test nó ghi ra đây, kính cam lô. Đây, chỉ lại một lần nữa cho bác dễ nhìn này. Khi nghiêng lên phát là biết con nào lô, con nào riêng ngay này, các bác thấy chưa? con zin vẫn trong vắt còn con lô bắt đầu bị trắng bạc các cái lỗ này nhưng mà em thấy một điều mà các bác chưa thấy và thằng nhân viên kia cũng là chưa đầy đủ kinh nghiệm để chảy thì các bác có thể thấy là con này nó lắp còn bị ngược đấy. thằng nào dựng con này lắp ngược luôn nhé lắp ngược kính cam bình thường ấy cái cam góc rộng ở trên cùng nó phải là cái lỗ này rất là to nhỏ và nhỏ nữa đấy các bác cầm con máy của các bác ra mà nhìn nhé cái trên cùng là cái lỗ rất là rộng vì cam góc rộng mà cam chính thì nó nhỏ lên tí và cam này nó phải nhỏ đi lẽ ra cái này phải quay ngược lên trên cơ thằng này dựng trình độ nói chung là trình độ nông dân quá lắp còn lắp ngược được nữa rồi kính cam lô đấy những con này là chắc chắn có vấn đề này và em sẽ giả như con nào nhỉ con cặp trước bẩn đây này em sẽ bung ra và làm video vào tuần sau nhé còn đây có mấy con nó lỗi như thế này Em đánh lỗi vào thôi nhưng mà có thể khắc phục được và là mức chấp nhận được nhé Thứ nhất là lỗi bút Có hai con lỗi bút các bác nhé hai con lỗi bút Các bác nhìn này hai con lỗi bút Thì cái lỗi bút nó là gì Đây các bác nhìn giúp em Nó không nhận điều khiển từ xa Khi rút ra này Đấy nó hiện gạch chéo này Nó không kết nối được với cái bút Đây cũng thế này cũng gạch chéo này. Cái kết nối từ xa với bút đấy để làm gì các bác biết không? Để các bác chụp ảnh từ xa này, có một số cái lệnh điều khiển từ xa ấy. đây. Trên một con hàng chuẩn đi. Đây nhá, trên một con hàng chuẩn nhá. Khi rút cái bút ra ấy. đây. Các bác nhìn vào cái thanh điều điều khiển này, nó sẽ hiện này. Bút đang kết nối này, đang kết nối từ xa và báo phần trăm pin của bút luôn. Đấy. cái điều khiển từ xa đây để làm gì này? Để khi các bác chụp ảnh này, em không đụng gì vào màn hình nhá, bấm một phát này. Đấy, nó sẽ báo này. Hướng dẫn đây, bỏ qua đi, bỏ qua đi. Rồi. Bấm một phát là chụp ảnh này, được chưa? Lật một phát là đối với máy ảnh này. Đấy. hay không? đổi phát nữa này. Đấy. Zoom này. Zoom tiếp này. AX này, 1.4 này, 1.5 này các bác nhìn này, đang zoom này. Đấy, nét còn sai nữa rồi đây zoom này đây chuyển sang video là chuyển sang mẹ này, này cái bút này khá là hay nhé các bác đi đi du lịch mà chụp ảnh nhóm ấy các bác kê con điện thoại ở xa còn cái bút là các bác bấm và điều khiển được thì nói luôn với các bác ấy cái dòng nốt 10 này này dòng nốt 10 này rất hay lỗi bút nhé nốt 10 và nốt 10 đấy cho nên cách như thế nào để các bác ít bị ít gặp thì khi mà các bác cập nhật phần mềm ấy, giúp em nhé lúc mà mình cập nhật phần mềm ấy đây này trong bộ cập nhật đây này thì các bác rút cái bút ra cất đi giúp em cất đi nhá cập nhật xong xuôi khởi động lên đầy đủ các bác cắm lại để dùng thì theo như em biết và em tham khảo trong hội nhóm của samsung ấy có một số bản cập nhật phần mềm lỗi rất nhiều bác cập nhật xong chết bút Đấy, các bác lưu ý khi sử dụng nhé nhất là các bác dùng nốt 10 và nốt 10 cộng khi cập nhật phần mềm rút cái bút ra để chạy ở đây có hai con hở nắp đây này hở nắp này các bác nhìn này Zoom gần để các bác nhìn nhé. Cái màu đa sắc này nó rất khó lấy nét luôn đấy. Đây. Hở nắp mà hở ừ. mà em cho được cái móng tay vào em cậy ra này là điều không thể chấp nhận được. Con này cũng thế này. Ui. Thì con này em nhìn rất là kỹ rồi. Hai con này em em soi là soi căng mắt ra rồi. Thì em có thể phán đoán với các bác á. là hai con này là hở nắp là hở theo như trong hội nhóm Samsung mà các bác nào mà chơi trong cái hội nốt đấy. Có bác nào bị thì comment xuống dưới giúp em nhé. Rất nhiều bác mua hàng công ty dùng đến năm thứ hai. Tự cái keo nó mất dính ra mà nó bị hở hẳn ra. Có bác còn rơi cả nắp ra cơ. Thì đây, có con này nó đã hở rồi này thì em bóc luôn cho các bác nhìn. Xem là bên trong zin hay dựng nhá. Hôm nay mình khám phá nội thất. Hôm nay khám phá nội thất bên trong luôn nhá. Em soi em soi là căng mắt rồi con này em có thể phán nó zin đến 99% luôn cắt cái tem ra đầu hàng này đầu hàng quen em che để gọi là để cửa cho nhau làm ăn thôi khỏi đụng chạm thôi chứ còn đầu hàng quen bạn em bóc là kiểm tra thoải mái này nó hứa đến mức mà cái keo cảm giác nó không còn một cái độ kết dính gì luôn đấy nó bị cái keo nó bị chảy nhựa đấy đấy cái lỗi này thường gặp với những cái bác mà chơi game cường độ cao này, máy nóng này, đeo ốp liên tục hoặc là dán ni lông kín ấy. Cái keo này này, keo Samsung người ta bóc bằng nhiệt. Công thức bóc máy của Samsung ở trạm bảo hành mà em có quen mấy anh ấy, anh chỉ là để ở nhiệt độ 80 độ C trong 10 phút. 80 độ trong 10 phút thì cái keo nó sẽ mất dính và bóc ra được. Đây là hướng dẫn của Samsung hướng dẫn cho nhân viên trạm bảo hành bóc máy nhé. Thì hiểu với nhau là cái keo này nó rất kỵ nhiệt độ các bác nào mà chơi nóng ở nhiệt độ cao liên tục ấy, thì đấy không khác gì các bác bỏ vào máy bóc luôn để, để em em nhắc ra cho các bác xem không cẩn thận vỡ nắp lưng chết dở hôm nay clip hơi dài để mình khám phá nội thất nhé quay các bác nhìn này đẹp không em xem nào, con này zin đấy, khả năng zin cao đấy, cái ô này này, không phải là vì bẩn đâu nhá, cái miếng mút này nó nó tì lên đấy, nó để lại cái vết đúng vị trí của cái miếng mút nhá, không không phải là xước hay là tì à, hay là gì đâu, còn samsung này, các bác nào mà theo dõi kênh từ trước ấy, samsung nó rất hay có kiểu đóng dấu và ký tên lên từng bộ phận này, đấy các bác mà không tin nha em bảo đây là zin nha những cái này là zin này các bác mà không tin thì search trên youtube cho em à, tháo máy samsung note 10 và so sánh đấy hoặc là dịch sang tiếng anh là note 10 disassembly xem những clip bọn tây bọn tây nó tháo ra ấy. bọn tây thì ít máy dựng lắm đúng không xem nó có giống như thế này không soi tiếp này từng con ốc này Ốc đẹp lắm á Ốc zin không xước luôn Con này zin Camera sạch tinh này Không bụi này Nhắc lại nha Cái này không phải là vết nứt đâu các bác nhá, Cái này là cái lá khẩu của máy ảnh đấy Không phải bị nứt đâu. Lúc thì nó đóng Lúc thì nó mở đấy. Này là đang đóng này Thì mình nhìn thấy cái lá khẩu này đó, em có thể chốt là con này zin Thì như con này ấy, mình mà đi thay được cái keo này mình vào hãng mình thay được keo ấy vào hãng thay chỉ mất 200 thôi thay một keo khác về dùng ấy bao ngon luôn keo hãng mà thay ấy, các bác vẫn có thể ngâm nước chống nước được luôn nhé mua được những con này này thì các bác đừng sợ hoặc là nếu các bác mà có dùng phải những hàng kể cả hàng công ty cũng bị nhé nếu có bị tình trạng bị hở nắp lưng cái này này thì các bác nên đi thay vào hãng mất 200 ra thợ thì mất khoảng 50 100 gì đấy thôi cái keo chống nước này nó không có cái gì thần thánh đâu các bác trong kênh em có làm cái về S10 rồi đấy, các bác xem lại chắc các bác biết đấy. Nó đơn thuần chỉ là cái keo việt đây này, này. Đấy, mình bóc cái keo này ra mình thay. Và mình dán lại, không đụng chạm gì đến máy. Đấy. Thì là ngon. Chính tay em hoặc chính tay các bác đi thay, các bác biết được con máy zin thì ngon. Nhưng mà để những thằng khác thay mà có vết đụng chạm hay bẩn hay là hỏng nắp lưng ấy thì các bác không nên tin nhá. Mình chỉ tin vào mắt của mình thôi. Đấy, hôm nay chia sẻ hơi dài. Những con này thì ok này. Mấy con bút này thì hỏng bút đấy, cái bút này hỏng này. Thì em sẽ mua bút về em thay, nhưng không phải là cái gì to tát đâu nha. Bút thay được bút mới càng tốt. Cái keo lưng này cũng vậy này. Mình sẽ vào hãng mình thay và bao với các bác là còn zin áp suất và có thể chống nước được. Bao mấy zin nhá. Bọn em làm việc là din nói zin dựng nói dựng nhá. Dựng giá luôn này. Dựng là không bán luôn này. Đấy, rất mong các bạn ủng hộ nha.